Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 1 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao càng gần đến ngày đại hội, Nguyễn Phú Trọng càng lộng quyền. Lộng quyền là một hình thức sử dụng quyền lực và ngoài quy định của pháp luật. Muốn cấm gì là cấm, muốn bắt ai là bắt mà không cần phải sợ phạm luật hay vi hiến. Đã từ lâu người dân đã xác định bản chất của ngành công an của chế độ Đảng Cộng sản rằng tôi là luật. Ý nói công an muốn làm gì thì làm, những gì nói là làm tự xem như là một thứ luật pháp. Đó là trò lộng quyền. Nay ông Nguyễn Phú Trọng cũng càng ngày càng lộng quyền lộ liễu không khác gì công an. Theo một số tờ báo nước ngoài thì người ta ví mệnh lệnh được đưa ra những thông tin của nhân sự, Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là loại thông tin tuyệt mật, là một thứ mệnh lệnh mang tính chất đối phó tình huống, không xét đến nó có hợp lý hay không, không xét đến trường hợp và hợp pháp của nó hay không. Mệnh lệnh này nó nằm trong quyết định số 1722 về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước của Đảng do ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng càng ngày càng lộng quyền. Do gần đây trên mạng xã hội thường xuất hiện tin đồn ông Nguyễn Phú Trọng sẽ về vườn, vì người dân nghĩ rằng theo điều lệ Đảng thì không có lý do gì ông Trọng có thể bám ghế được thêm nữa. Với bản chất tham quyền cố vị thì ông Trọng cảm thấy khó chịu về những thông tin như vậy. Có thể nói ông quyết định đưa thông tin nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư vào diện tin tuyệt mật cũng là một hình thức đáp trả của ông với tin đồn bất lợi. Ông Trọng đã dùng bản văn bản dưới luật một cách vô tội vạ để phục vụ cho những mưu đợt riêng của mình. Nói thẳng ra, với mệnh lệnh trên, ông Nguyễn Phú Trọng đã cấm dân không được bàn tán về đại hội của Đảng Cộng sản. Đây là một hành động lộng quyền của ông Trọng, bởi lẽ người dân Việt Nam có quyền biết được người lãnh đạo Đảng và nhà nước là ai, vì việc điều hành đất nước của người này có liên quan đến đời sống của họ, không lý do gì cấm dân được biết cả. Và thông tin cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng cố tình chặn những tin tức bên ngoài thì có ý đồ gì? Ông Trọng muốn được tiếp tục giữ ghế thì phải dập tắt tin đồn ông về hưu, mà thực chất mạng xã hội là công cụ để các phe phái đánh nhau. Việc đối thủ của ông Trọng lợi dụng mạng xã hội tung tin ông sẽ về hưu sẽ là một bất lợi cho ông. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng ban ra văn bản quy định những thông tin tuyệt mật như vậy. Ngoài thông tin về an ninh, quốc phòng hay công tác đối ngoại, đối nội của Đảng thuộc loại tuyệt mật, một số thông tin về nhân sự hay kỷ luật nhân sự trong Đảng cũng thuộc loại tuyệt mật. Cụ thể, những kết luận, tờ trình báo cáo, thông báo, biên bản, công văn của Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên, giải quyết tố cáo đối với các ông Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư chưa công khai thuộc bí mật nhà nước hay tuyệt mật. Thông tin về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công văn của Trung ương Đảng về quá trình chuẩn bị đề án, phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai cũng được đưa vào độ tuyệt mật. Nhiều người cũng nghĩ rằng sẽ có hội nghị 15 trước thềm đại hội 13 để chia chác các chức vụ trong tứ trụ. Nếu chia chác ngã ngũ thì lúc đó những quy định về tin tuyệt mật ấy sẽ không còn giá trị nữa và rất có thể người dân được biết. Không biết vừa rồi Bộ Công an mà đứng đầu là ông Bộ trưởng Tô Lâm có yêu cầu Công an Cần Thơ bắt giữ một Facebook nổi tiếng có phải là chiến dịch dập tắt những thông tin tin và tin đồn ngoài ý muốn của ông Trọng hay không? Ở Việt Nam có một số hốt Facebook là những người chuyển những thông tin nội bộ ra ngoài công chúng. Nếu không chặn những Facebook đó sớm, biết đâu ông Trọng lại bị những thông tin nội bộ này gây bất lợi cho ông thì sao? Đây là hình ảnh ông Tô Lâm sẵn sàng hỗ trợ Nguyễn Phú Trọng bắt nhốt những ai tung tin gây bất lợi cho ông. Nguyễn Phú Trọng tham quyền cố vị đến đàn em thân cận bây giờ cũng thành đối thủ. Việc ban hành quy định như vậy có thể là cái cớ để công an có thể bắt và truy tố những ai dám tung tin tuyệt mật ấy ra công chúng. Ông Nguyễn Phú Trọng làm gì cũng tính toán rất kỹ, văn bản đi trước, công an đi sau. Ai hiểu thì phải câm mồm, ai không hiểu thì bị trừng trị mạnh tay. Trên trang web của Trung tâm Báo chí thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Sài Gòn cho hay, ông Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 2238 QĐ
ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2020. Điều này có nghĩa là mệnh lệnh được đưa xuống từng địa phương để quán triệt. Một sự đe dọa bao trùm cả trong và ngoài đảng. Đây được cho là lần đầu tiên nhà nước đặt phương án nhân sự cao cấp trước đại hội đảng vào dạng tuyệt mật. Nhưng có vẻ nó mang tính tạm thời, đúng hơn là lâu bền. Ai cũng biết, văn bản này ra đời là mục đích che đậy những trận đấu đá khốc liệt bên trong thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một hình ảnh không đẹp đẽ gì. Tuyệt mật về danh sách tứ trụ càng làm cho người dân cảm thấy mình chẳng có quyền hành gì ở cái đất nước này cả. Kể cả quyền được biết về những người có ảnh hưởng đến đời sống và kinh tế của mình. Ông Nguyễn Phú Trọng vốn đã coi 90 triệu dân là cừu, và bây giờ ông ta còn coi khinh lộ liễu hơn nữa. Mặt trái của việc lộng hành cấm cản dân tìm hiểu tin tức lãnh đạo như thế cho thấy tình hình nhân sự cấp cao đang hết sức rối ren, nên chính phủ phải ra những quyết định như vậy để đối phó với dư luận. Đồng thời, đây cũng là một sự răn đe, nếu như những thông tin lủng củng mà bị bung ra ngoài thì có thể sẽ bị bỏ tù những người đưa tin. Cái sự ban hành quy định này nó cho người dân thấy rằng đây là một hành động mang tính chất đối phó, từ đó cho thấy trong nội bộ cấp cao đang chuẩn bị cho đại hội đảng của nhà cầm quyền đang có sự rối rắm chưa thể giải quyết ổn thỏa. Phần tứ trụ là gay gò nhất. Hai ông Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng nếu không đoạt được chiếc ghế tổng bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng thì có nguy cơ rớt khỏi Bộ Chính trị như ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Lê Hồng Anh cách đây đúng 5 năm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trần Quốc Vượng hết thời làm thầy trò, giờ chuyển thành đối thủ. Chỉ cách đây chừng 2 tháng, người ta còn thấy vai trò của ông Trần Quốc Vượng nổi lên ở các kỳ họp hội nghị trung ương. Nhưng giờ đây thì rõ ràng ông Trọng không muốn ông Vượng kế vị mà giữ cho nhau, họ giữ viếng miếng với nhau và coi nhau như đối thủ. Sự lúng túng thể hiện rõ trong nội bộ rối ren của đảng. Dù có bí mật như thế nào thì trước sau người dân cũng biết, không thể có chuyện bầu tứ trụ rồi nhưng không ai được phép ra mặt trước công chúng. Về mặt khoa học thì cái quy định ấy nó không có logic, bởi việc bảo vệ bí mật nó phải có một khoảng thời gian quy định rất dài mới công bố, chứ không phải là bí mật chỉ trong một tháng, rồi cuối cùng cũng chỉ là công bố ra mà thôi. Theo dự kiến, Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 và bế mạc vào ngày 2 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Trước đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 để Bộ Chính trị báo cáo các trường hợp đặc biệt để Trung ương quyết định. Trước mỗi kỳ đại hội, các nhà quan sát chính trị trong và ngoài nước thường có nhận định phân tích tình hình nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ sắp tới. Năm nay cũng không có ngoại lệ, cho đến khi quyết định 1722 được ban hành, làm tất cả đều mù tịt mặc dù đại hội đã cận kề. Đây là hình ảnh dù rất kín nhưng cũng không thể che đậy được những trận đấu tay ba giữa Trọng, Phúc và ông Vượng. Việt Nam đã có luật bảo vệ bí mật, nhưng thực tế thì có rất nhiều văn bản đóng dấu mật bị tung lên mạng tràn lan. Những cổng thông tin điện tử của nhiều cơ quan đơn vị có thể có các lỗ hổng trong bảo mật, cho nên chuyện lộ bí mật rất nghiêm trọng. Đó là một mê trận làm cho việt vị các thông tin chính thống. Cho đến nay, người dân vẫn thường hóng tin ngoài luồng nhiều hơn là tin chính thống, vì rất nhiều văn bản đóng dấu mật đã được các Facebooker tung lên mạng làm công cụ đấu đá giữa các phe cánh bên trong của đảng. Hội nghị Trung ương 15 là trận quyết đấu cuối cùng. Kẻ lộng quyền Nguyễn Phú Trọng sẽ ra sao là câu hỏi cũng được đặt ra. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2021 tới đây sẽ khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 15. Ngày trước ngày khai mạc Hội nghị 15 chỉ có 10 ngày, đây là trận đấu hết sức quyết liệt. Hội nghị Trung ương 15 được ví như những đối thủ đang đưa nhau lên chấm phạt đền để giải quyết. Tại hội nghị này, nếu Bộ Chính trị chuẩn thuận trường hợp đặc biệt cho người quá hai nhiệm kỳ lẫn quá tuổi xem như Nguyễn Phú Trọng thắng và ngồi lại vào ghế. Còn nếu không chuẩn thuận được thì xem như ông Trọng thua và phải về hưu. Theo báo chí của nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam thì những trường hợp đặc biệt so với quy định chung sẽ được các cấp có thẩm quyền cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng nhiều mặt thông qua quy trình chặt chẽ trước khi trình Ban chấp hành Trung ương khóa 12 xem xét. Thực ra những trường hợp này đều đồng tình thì việc chốt danh sách không khó, tuy nhiên cho đến giờ thì danh sách tứ trụ vẫn bị bỏ ngỏ mà nguyên nhân là ông Trọng nhất quyết không chịu về. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương sắp tới đâu là trận quyết đấu cuối cùng của ba ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng. Ông Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì và điều khiển Ủy ban soạn thảo văn kiện và là người tác động vào việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội 13. Ấy vậy mà ông cũng không thể nào dễ dàng giữ ghế. Có thể nói trong
hai ông hoặc Nguyễn Xuân Phúc hoặc ông Trần Quốc Vượng đang là thế lực mới đang lên thách thức vị trí độc tôn của Nguyễn Phú Trọng. Xưa này ai cũng thấy ông Trọng có thế độc tôn, nhưng thực sự qua vụ giằng co trước Đại hội 13 mới thấy hai ông kia cũng không phải là vừa. Vậy nên khả năng ông Trọng ở lại cũng có nhưng không thể chắc chắn được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 1 tháng 1 năm 2021 với bản tin Vì sao càng gần đại hội, Nguyễn Phú Trọng càng lộng quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.